Xin chào các bạn, đây là bảng thông số hình học của động cơ 0,8 kW, một ngựa, 1 HP, tốc độ 1450 vòng một phút, có mã sản phẩm là 80M. Với mã sản phẩm 80M, xin quý vị hãy để ý tới hình vẽ bên này. Hình vẽ này tương ứng với các mã sản phẩm từ 80 đến 90. Tại đây, tâm nỗ đế ngang trục ký hiệu là A bằng 125mm. Chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Tâm nỗ đế dọc trục ký hiệu là B bằng 100mm. Chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Đường kính trục D bằng 19. Đường kính ngoài mặt bích P bằng 200. Chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Tương tự như vậy, quý vị có thể tìm bất kỳ thông tin nào mà quý vị muốn. Ví dụ như danh ca vét bằng 6, tổng chiều dài thân bằng 295mm. Xin cảm ơn.